Bùi Thị Diệp. Hội người có tuổi sắp đều, chi hội người có tuổi thôn Mỹ kính thông qua chương trình lễ viếng hương cụ bà Bùi Thị Diệp. Thời gian không còn nữa, về động quan phát dẫn tiễn linh cữu cụ bà về nơi an nghỉ cuối cùng. Tất cả chúng tôi đồng tưởng niệm. Trong giờ phút này, trước linh sàng cụ bà, chúng tôi hội người có tuổi sắp đều trân trọng cử hành nghi thức phát lễ thành kính phân ơn để nhớ cụ là hậu viên người có tuổi không còn nữa. Kính thưa cụ, lời ban hiếu chúng tôi kính viếng là trọng nghĩa đạo đời, lời nói sau cùng cũng là lời tiễn biệt. Kính thưa quý vị, cụ bà Bùi Thị Diệp là hậu viên hậu người có tuổi của Nam Thông Hân Mỹ, xã Bình Điều. Thời gian qua, cụ bà do tuổi cao sức yếu, con cháu hết lòng chăm sóc, nhưng vì căn bệnh tuổi già không qua khỏi nên cụ đã đi về cuối vận hàng hưởng thọ thượng thọ 90 tuổi. Nhận được tin báo của gia đình, ban chấp hành hậu người có tuổi xã Bình Điều cùng chi tổ hội người có tuổi Thông Mỹ long trọng tổ chức lễ viếng hương cụ bà trước khi đưa linh cữu cụ bà về nơi an nghỉ cuối cùng. Ban tổ chức lễ viếng hương kính giới thiệu ông Nguyễn Tấn Hòa, chủ tịch hầu người có tuổi sắp điều, ông Trần Quốc Nhật, phó chủ tịch hầu người có tuổi sắp điều, ông Nguyễn Văn Nho, chi hậu Thông Hân Mỹ, bà Nguyễn Thị Tốn, chi hậu phó, ông Hồ Trây, đặng hữu tổ hội tổ đăng người có tuổi. Trong nghi thức lễ viếng hương cụ bà, kính giới thiệu quý vị lãnh đạo xã, cấp ủy, ban công tác mặt trận, ban cán sự Thông Hân Mỹ, tổ chức lễ viếng hương cụ bà, ban chấp hành hầu người có tuổi xã Bình Điều kính cung tiễn cụ bà, vang một bức nghiêng mình vào bái, thắp nén hương lầm cung thụ tiễn đưa, việc tiên cảnh nông dung tự tại trong vận hàng nhà gốc tiêu do. Chủ tịch Ủy ban nhân xã Bình Điều lấy mỹ hương. Chúng tôi xin chân thành các anh các chị ở trong ban chấp hành đảng ủy Ủy ban nhân dân xã là chúng ta lên để lên. Nguyễn Văn Hòa, chủ tịch hội người cao tuổi lên dân hương. Chúng tôi xin cho tặng kính mời chi tổ hầu của người cao tuổi Thôn Mỹ lên dân hương. À, kính mời anh Nguyễn Văn Nho, anh chi thị tám, anh Bửu. Xin cho rằng kính mời hầu viên hầu người cao tuổi chúng ta lên dân hương. Xin cho rằng kính mời tổ trưởng tổ tự quản anh Trương Văn Mạnh lên dân hương. Và xin mời đại diện của lầu ta trong lầu qua tập đoàn. Xin chào các bạn, đại diện của ban tổ chức sống chúng ta là nhân viên. Kính vang lên cụ, cụ bà Bùi Thị Diệp. Hỡi cụ ơi, sáng hôm nay tất cả chúng tôi kính thắp nén hướng lòng kính viếng và
xin tiếng lời vác điếu là lời nói sau cùng với cụ để tiễn biệt cụ đi xa. Ông giờ này đấy nhìn lý linh sàng phản phất tầm hướng hoa, cùng nhìn lấy giấy ảnh của cụ mà tất cả đồng bùi ngùi xúc động. Tưởng nhớ cả một cuộc đời, tưởng nhớ cả một cuộc đời của cụ 90 năm trong sự sống trên đất lành hứng Mỹ Bình Triều các bạc trắng phao. Hỏi cụ ơi, khi tuổi xuân thì cụ đến với người trai Nguyễn Trọng thám nghĩa bên nhau, tình chồng vợ thủy chung như bao lời ước hẹn. Rồi vợ chồng cũng sinh hạ được 10 người con, ôi mất 2 người, còn lại 8 người, 3 gái, 5 trai tròn vẹn. Lúc bấy giờ, những tưởng gia đình ngồi trống êm ấm, nào ai hai người chồng yêu quý của cụ đã mất, tội nghiệp lắm, để lại cho cụ cảnh mạnh hóa con côi. Ôi cụ phải cam đành chịu cảnh thắng trò mà lặn lội khắp nơi, đi buôn tạo bán tầm thay cho chồng đã mất. Và ngày lại ngày sớm nắng chiều mưa cũng làm nóng trái đất, sáng xuống bào chiều về lấy thổ. Ôi cảnh nhà nghèo, một mẹ 8 con, đói no khó khổ, cụ vẫn yên lòng chịu đựng biết bao nỗi gian nan. Bởi ở cùng cụ sống hiền lành nhân hậu đảm đang, sống bao dung độ lượng, cụ luôn nêu cao phẩm hạnh trọng nghĩa cử nhân văn, thân tình tâm tánh đức độ phản toàn, lưu phúc lại cho con. Hưởng phúc mẹ, hưởng phúc mẹ các con của cụ đều có hợp nên gia thất vẹn tròn. Chỉ vặn mày cháu Nguyễn Thị Thế lâm cảnh tật nguyền, nhưng nhờ các bảo trợ xã hội cùng anh chị em thương chu đáo vạn nguyên để an ủi động viên, để cho Thế vơi đi buồn tủi. Rồi đến lúc tuổi già nữa, rồi đến lúc tuổi già nữa, cụ nhìn bãi gia đình của bãi đứa con đã quá rồi cảnh sống mớ rau dưa mắm muối, trừ tất cả nhân danh quyết thống tình thắm đều sống đẹp với đời. Mà cụ mừng thầm trong già không nói nấy lời, chỉ khuyên các con các cháu sống với xã hội, với quê hương, với bà con cho tròn chữ hiếu. Các con của cụ thực hiện lời mà dạy, mà lúc này đây nhìn lấy đến sàn những vòng hoa phốn điếu của quý cấp lãnh đạo gần xa, của những tập thể khắp nơi đã đặt trên linh sàn như tả lòng nói nấy lời, lời tri ân chân tình sâu sắc với cụ và tỏ lòng biết ơn vô hạn. Bởi cụ đã có công lao sinh ra những người con xứng đáng, đã báo đáp được tứ ân, đó là ân cha mẹ, ân thầy, ân bà bạn, ân xã hội. Hỡi cụ ơi, để giờ này dòng điếu văn của chúng tôi được trân trọng tiếp nối, kính tuyên đọc trọn lời cùng kính công tiễn cụ Bùi Thị Diễn ơi. Phút cuối cùng, thôi giờ đây phút cuối cùng chúng tôi xin vĩnh biệt cụ, kính cầu nguyện cụ được vãng sanh cực lạc đến nơi, về cảnh Phật siêu thăng tịnh độ. Để tưởng nhớ tới cụ bà
xin trân trọng kính mời các anh lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý cụ hội viên hội người cao tuổi cùng bà con thân bằng quyến thuộc và toàn thể đang mong hiếu kính hướng lấy lên sàn dành một phút hồi niệm. Ngay phút hồi niệm bắt đầu. Kính thưa quý vị, chương trình nghi thức phép lễ tưởng niệm cụ bà đến đây đã hoàn mãn. Trước khi kết thúc chương trình nghi lễ, thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm chiếu cố của quý vị để ban tổ chức hội người cao tuổi chúng tôi cử hành nghi lễ được hoàn mãn. Cuối cùng, xin trân trọng kính gửi đến toàn thể tăng môn hiếu kính lời chia buồn sâu sắc nhất. Xin trân trọng cảm ơn. Chương trình nghi thức phép lễ tưởng niệm cụ bà đến đây đã hoàn mãn. Trân trọng kính mời chinh cổ nhạc đồng bi hồi kết lễ. Xin trân trọng kính mời quý vị an toàn. Kính thưa ban chấp hành hội người cao tuổi xã Bình Triều, kính thưa chi hội người cao tuổi thôn Mỹ cùng quý vị gần xa, được tin mà bà chúng tôi đã qua đời, ban chấp hành hội người cao tuổi xã Bình Triều cũng như chi hội thôn Mỹ đã sắp xếp thời gian và đã đến đồng đi bên cho mẹ và chúng tôi. Sau những giây phút này, chúng tôi không bao giờ ngồi lại. Xin chân thành cảm ơn ban chấp hành hội của tuổi sở Triều và chỉ hội thôn Mỹ. Kính chúc quý vị nhiều dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Thank you.
quan lâm khách phàm phủ dùng thiền trà giải lao nam mô hoa nghĩa tạng bồ tát a ha tát. Tôn kính thầy lãnh bái bạch ca tăng đức hòa thầy lãnh chánh binh chư thượng tòa chư đại đức tăng ni thượng ni sư chư đại đức ni toàn thể tăng ni có nhân sự xin chư đầu đảnh lễ danh lời tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Kính lạy hiện tiền chư tôn thể đức. Sáng hôm nay ngày mùng 7 tháng 4 năm Quý Mão là lễ tưởng niệm và phụng tống Kim Quang Mẹ của chúng con về an táng. Chúng con thành tâm phụ Phật Phật đế đầu đảnh lễ kỳ thỉnh quý tôn đức từ bi hoan hỷ chấm đất quang lâm về lớp đường để cho toàn thể tăng quý chúng con được làm tròn hiếu đạo kính nguyện quý ngài từ bi hoan hỷ chứng minh cho. Nam mô hoan hỷ tạng bồ tát a ha tát. Từ đất cảm nhận Phật theo cho lời hứa cả toàn thể tăng quý chúng con xin đem đầu hạnh lễ cung thỉnh tam bái. Và toàn thể tăng quyến chúng con được sưởi ấm bởi tình thương vô ngã và vị tha. Và ngày này chúng ta có phủ phục và đế đầu thánh lễ chân thành quý tống đức quan lâm về lễ trường để chứng minh cho pháp hội đại trang để cho tăng quyến chúng con được an tiên công đức tất cả các chứng minh tối cao. Chúng con đã công thành tất cả thường thường hứa thả mạnh bước đi chứng minh chúng con công thành ngài đặt lai đặt ma tin tôi thêm mong nghĩ chứng minh cùng với công đức đạt quang lâm. Toàn thể tăng gia hiếu biến chúng con
với niềm kính tiếc vô hạn. Lễ chia ly sao mà vội quá, bởi vì đau nên nỗi động trường. Phải chăng cái lễ vô thường, nghìn thâu thăng thảo biết phương nào tìm. Chỉ còn vài phút ngắn ngủi nữa thôi, chúng con đành phải khắp tiễn linh cữu mẹ bà thân yêu của chúng con là cố Phật tử Pháp Chân Thiện Tiền về nơi an nghỉ cuối cùng ngàn thu vĩnh biệt. Chúng con xin đeo đầu ảnh lễ cúi lạy đắp vắt sắc sắc gieo mình trước ân tình muôn một quý ngài quý liệu vị nữ ưu ái và gia tăng quyến thuộc của chúng con trong suốt thời gian vừa qua. Và giờ đây, trước lúc tiễn đưa linh cữu mẹ bà của chúng con về nơi miền đất lành, cho phép gia quyến chúng con có những hồi niệm cuối cùng để tiễn biệt người. Và giờ phút này, chúng con xin được phép thông qua chương trình lễ tri niệm sáng hôm nay. Về quan lâm chứng minh trong lễ tưởng niệm sáng hôm nay, toàn thể thân tộc nội ngoại và tăng quyến chúng con xin phủ phục đê đầu đánh lễ cung kính giới thiệu Hòa Thượng Đạo Hiệu Thượng Phước Hạnh Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Tòa chủ Chùa Long Hoa, chứng minh. Chúng con xin cung kính giới thiệu Ngài Lạc Lai Lạc Ma Tu Rức Rinpoche tại quốc gia Nepal, chứng minh. Xin cung kính giới thiệu Thượng Tòa Đạo Hiệu Thượng Tánh Hạ Không, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, huyện Thăng Bình, trụ trì Chùa Giác Viên, chứng minh. Chúng con cung kính giới thiệu Thượng Tòa Đạo Hiệu Thượng Quảng Hạ Huy, Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh, trụ trì Chùa Vĩnh Thạnh. Chúng con cung kính giới thiệu Thượng Tòa Đạo Hiệu Thượng Quảng Hạ Kiến, trú trì Chùa Pháp Hoa tại tỉnh Khánh Hòa, chứng minh. Cùng chư Tôn Thượng Tòa chư Đại Đức Tăng, chúng con xin được mạn phép giới thiệu chung. Về phía chư Ni, chúng con xin được giới thiệu Ni Sư Thích Nữ Như Hướng, trú trì Chùa Hân Mỹ tại xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, chứng minh. Cùng quý Tôn Đức đồng chứng minh tham dự. Về phía quan khách, xin được giới thiệu ông Trịnh Xuân Thiều, nguyên bí thư quận ủy quận 3. Xin được giới thiệu anh Đỗ Ngọc Hữu, nguyên bí thư quận ủy quận 3, cũng về tham dự sáng hôm nay. Đại tá Nguyễn Thanh Kỳ, học viện khoa học bộ quốc phòng. Đại tá Nguyễn Đức Xê tại quân khu 7, cùng quý văn khách cũng xin được giới thiệu chung. Về phía chính quyền địa phương, xin được giới thiệu ông Nguyễn A, phó bí thư kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân xã Bình Triều, cũng về tham dự trong buổi lễ sáng hôm nay. Về phía hội người cao tuổi, xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Bá Hồng, chủ tịch hội người cao tuổi tại xã Bình Triều, cùng toàn thể hội viên cũng về tham dự và đông đảo bà con tham hữu cũng về tham dự trong buổi lễ sáng hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu chung. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư Tôn Đại Đức, kính thưa liệt quý vị, mẹ đã đi rồi, mẹ đã đi, bao nhiêu phiền lì với sầu bi, gác lại bên lề cho thế sự, mong mẹ thanh thản vãng tây quy. Chốn hồng trần chỉ còn lại một giây phút ngắn ngủi nữa thôi, giờ phút này là giây phút mà khoảnh khắc sẽ biến thành thanh thiên thu. Giờ đây chỉ còn đếm từng giờ từng khắc, trước phút giây ngàn thu vắng bóng, linh cữu của mẹ chúng con sẽ được tiễn về miền đất lành để ngàn năm yên nghỉ. Trước giờ phút thiêng liêng của sáng hôm nay, quý xin chư Tôn Đức cho phép hàng tăng môn hiếu quyến
chúng con được bộc bạch đôi lời hoài niệm để nói lên nỗi lòng thân thiết đối với người mẹ đã suốt đời tận tình hy sinh, dắt dìu và dạy bảo chúng con trên lộ trình làm người và tiến thăng trên sự nghiệp. Và đó cũng là những lời hoài niệm sau cùng thành kính dâng lên người mẹ khả kính trong giây phút. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật tất đại chúng anh, kính bạch hiện tiền chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa quý vị quan khách, kính thưa hội đồng gia tộc, quý bà con thân bằng quyến thuộc, quý phật tử gần xa, trước đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh tam bảo oai oai hương trầm quyền tọa, trang hòa với tấm lòng thành kính gửi theo đám mây hướng toàn thể tăng quyến chúng con hôm nay được sự ưu ái của quý ngài và quý vị quan tâm tiễn đưa mẹ bà chúng con chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Trước giờ phút đau thương tiễn biệt này, chúng tôi xin có đôi dòng tiễn biệt mẹ rất lúc di quan. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, chúng con được nghe trong kinh Tâm Địa Quán có câu: công cha nuôi cả sánh nào, bể sao đức mẹ biết sao đo lường, dù cho báo đáp nhiều cũng không trả hết công ơn sang đường. Thật vậy, với công ơn mẹ như trời cao như bể rộng, chúng con chưa đủ duyên đền đáp cho được. Thế rồi trên lộ trình sinh tử của kiếp người, một cơn vô thường gọi bà đến đã cướp mất đi của chúng con một đấng mẹ hiền kính yêu, đã trọn đời hy sinh cho chúng con, để hiến dâng trọn tình yêu thương quý báu nhất cho đàn con dạy chúng con, để chúng con được sống và lớn lên trong tình yêu thương của mẹ. Công dưỡng dục một đời nên thọ trở thành người kế vãng khai lai, công đức ấy sánh bằng non núi như trời cao như biển rộng ngàn rừng. Thế nhưng giờ đây nhìn lại đoạn đường đã qua trong hiện tại, mẹ hiền không còn, đã vĩnh viễn từ biệt cõi trần về thế giới bên kia mịt mù xác thầm trong không gian và giữa thời gian. Và từ đây lên trên đoạn đường còn lại của kiếp người, chúng con làm sao tìm lại hình bóng mẹ hiền trong cuộc sống đời thường và trong nghĩa tình mẹ có những ngày nào nữa. Ôi thật là một mắt mạnh lớn lắm. Chúng con kính lạy mẹ, hôm nay là ngày tang lễ của mẹ, chúng con vô cùng đau buồn và xót xa tưởng nhớ đến mẹ. Mới ngày nào chúng con còn chúng con với mẹ, mà nay mẹ đã vĩnh biệt. Thân thể mẹ nằm đó, chúng con biết rằng mẹ đã không hiện diện trên cõi đời này nữa. Mẹ đã về với cõi giới thanh cao, một nơi chốn yên nghỉ vĩnh hằng. Dẫu biết rằng kiếp người có hạn, ai ai rồi cũng phải từ giả chốn thành thế và thị xương, rồi cũng trở về với cát bụi. Nhưng đứng trước ngưỡng cửa tử biệt sinh ly, người đi kể nhất là với mẹ và các con các cháu, với mẹ hiền kính yêu mà chúng con may mắn được gần gũi, góp phần chăm sóc trong bấy lâu nay, lòng của chúng con giờ đây hiển hiện hình bóng mẹ và không bao giờ quên được mẹ ơi. Mẹ ơi, không phải đợi đến bây giờ khi mẹ đã nằm xuống, chúng con mới bồi hồi xúc động với bao hình ảnh về mẹ trong những năm tháng cuối đời của mẹ. Mẹ đợi ở gần chúng con chứng kiến từ lúc còn khỏe mạnh đến khi sức khỏe suy yếu dần. Chúng con đã cố gắng tìm tòi nhắc nhở lại những ký ức, tất cả những kỷ niệm mà chúng con có được về mẹ. Dường như chúng con biết rằng ngày mẹ rời bỏ chúng con sẽ không xa, và còn sợ rằng khi không có mẹ hiện diện trước mặt chúng con sẽ từ từ quên hình bóng của mẹ.
Nhưng không bao giờ mẹ ơi, sau khi mẹ thật sự đúc hơi thở cuối cùng, bao nhiêu hình ảnh và kỷ niệm đẹp đã trở về đầy ắp trong tâm trí chúng con. Chúng con cũng chẳng cần cố gắng nhớ, nhưng những hình ảnh và kỷ niệm đó hiển hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. Chúng con còn nhớ ngày ba mất, mẹ một mình một nấc nuôi chính anh em chúng con một lời thánh thật. Mẹ mẫu mực hiền từ bỏ về thương yêu, trong ông quý nắng chúng con từng miếng ăn giấc ngủ. Mẹ chăm sóc chúng con những khi trái gió trở trời, ốm đau bệnh hoạn mà chẳng quản nhọc nhằn. Mẹ yêu thương uống nắng dạy dỗ chúng con không lớn lên người mà không mong có ngày báo đáp. Chúng con nhớ mẹ xưa vất vả sớm chiều, đảm đang chu toàn việc nội trợ, một tay quán xuyến trong ngoài, chịu thương chịu khó đi chợ mỗi ngày tìm mua thức ăn cẩn thận nấu nướng ngon lành đầy đủ cho cả nhà để chúng con yên tâm đi học đi làm, trong khi mẹ chỉ dùng bữa cơm đạm bạc quanh. Chúng con nhớ mẹ xưa mẹ còn tật may các khâu bạc những tấm áo quần cho chúng con. Chúng con cảm nhận vui sướng được mặc những chiếc áo mẹ vá mẹ mua, nhưng không dù ở hoàn cảnh nào và thời điểm khó khăn nào, chúng con luôn thấy mẹ và cố gắng phấn đấu tập luyện để vượt qua khó khăn hơn được. Dẫu đau buồn mẹ vẫn quan tâm lo lắng chăm sóc giúp đỡ cho bà con, cho tiền giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Khi mẹ còn sức khỏe, mẹ không bao giờ để chúng con phải đói khát hay thiếu thốn miếng ăn. Tài nấu ăn và hiếu khách thương con mấy cháu, quý trọng hàng xóm bà con, tất cả các bác, các chú, các dì và các cháu và mọi người thân bằng gần xa đều cảm nhận được. Khi mẹ phải nằm một chỗ trên giường bệnh, mẹ vẫn hỏi thăm lo lắng, bảo ban chỉ dạy chúng con và các cháu cách ăn ở cư xử cho phải phép. Lúc nào mẹ cũng để tâm lo lắng cho việc làm việc học, sức khỏe, bệnh tật của từng đứa con đứa cháu. Dường như suốt đời mẹ, thời gian mẹ lo cho bản thân mẹ chẳng có bao nhiêu. Ngược lại, mẹ dành rất nhiều tâm huyết để quan tâm chăm sóc hỏi han giúp đỡ mọi người xung quanh và con cháu. Chúng con xin giữ lại những hình ảnh và tình cảm đẹp đẽ đó trong thâm tâm để luôn tưởng nhớ đến mẹ, cũng như chúng con đã tưởng nhớ đến ba. Mùa vu lan năm nay chúng con không còn cài trên ngực chiếc bông hồng nữa mẹ ơi, nhưng anh em chúng con nguyện sẽ cài trên ngực một chiếc bông tình yêu thương của mẹ với sự chia sẻ đồng bọc thương yêu nhau để mẹ hiểu và thương. Mùa vu lan năm nay chúng con không cùng cài đó bông hồng trên ngực, nhưng anh em chúng con nguyện làm những việc giúp đỡ mọi hoàn cảnh khó khăn, làm những việc có ý nghĩa bố thí cúng dường để nguyện hồi hướng công đức cầu cho hương đến mẹ. Chúng con kính mong mẹ yên lòng an nghỉ. Mẹ đã vất vả và hy sinh cả đời để cho con cháu nên người. Chúng con và các cháu chắc sẽ nhớ mẹ, ơn mẹ, nhớ ơn bà mãi mãi. Trong khung cảnh và giờ phút trang nghiêm tiễn biệt mẹ, chúng con thành tâm cầu nguyện mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng phóng quan tiếp độ hơn lên mẹ, người thị diện pháp danh thị tiền, được sống vãng sanh về cảnh giới thanh cao, cảnh giới an lành tại phương cực lạc. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, trước khi dứt lời cho phép chúng con thay lời cho gia đình trước nhất và trên hết, chúng con xin chân thành đảnh lễ niệm ơn quý ngài đã dành thời gian quý báu tiễn đưa mẹ chúng con về nơi an nghỉ cuối cùng. Với ơn đức ấy,
chúng con chỉ biết nguyện cầu tam bảo chứng minh giác hộ cho quý ngài pháp thể khánh an tuệ đăng thường chiếu cứu độ ta bà để cho chúng con nương tựa. Chúng tôi xin chân thành tri ân quý quan khách, bà con, bạn bè thân hữu đã dành thời gian quý báu về tham dự và tiễn đưa mẹ bà chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, các tường như ý. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Thế là hôm nay mẫu tử đã phân ly âm dương đành hai ngã, còn đâu nữa hình dáng đứng đi thân thương triều mến, còn đâu nữa lời bảo ban ân cần nhắc nhở cháu con, cho phải dòng máu trong con đang còn chảy là chúng con luôn ý thức được rằng mẹ luôn chảy trong con. Vừa qua là lời hoài niệm sau cùng để tiễn biệt người mẹ kính yêu, toàn thể tăng viên phủ phục đe đầu đánh lã lễ lại tạ mẹ hay lại để thay cho lời tri ân chân thành nhất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hiện tiền chư tôn tịnh đức, kính thưa liệt quý vị, chắp tay lòng hướng nguyện cầu, lắng động tâm hồn lắng sạch trong, hướng về mười phương chư Phật tổ cho đầu tình sự ấm dẫn hồi mong. Vừa qua là những lời hoài niệm sâu cùng những người con hiếu, vào giờ này chúng con phủ phục đê đầu đánh lễ cung thỉnh Đức Hòa Thượng Thượng Phước Hạ Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam chứng minh trong buổi lễ tri niệm sáng hôm nay, từ bi hoan hỷ ban đầu từ thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đức Hòa Thượng. Mô tiếp nhận đạo sư An và Phật pháp đại chứng minh. Kính bạch chư tôn đức văn ni, thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể tăng gia hiếu quý, xin tử đó là lẽ thường nhiên của cuộc đời này, có sinh thì ắt phải có tử, có hội hợp ắt phải có chia ly, đó là chân lý mà không ai vượt qua khỏi được trừ những bậc thánh. Hôm nay cụ bà Bùi Thị Diệu, pháp danh Thị Tiền, ra đi về với ông bà tiên tổ, về với Phật. Con cháu thương tiếc kính mến tổ chức lễ tưởng niệm để hồi niệm lại công đức của cụ bà trong khi sinh hoạt. Về tham dự buổi lễ này, trước đây hết hai lời cho hiện tiền đại đức chúng ta nhất tâm cầu nguyện của bà Bùi Thị Diệu, pháp danh Thị Tiền, 87 tuổi, xa ly ngày 4 tháng 1 năm Quý Mão. Nhờ ân Phật, nhờ sự chú nguyện của hiện tiền đại đức chúng ta, nhờ công đức đã phát thành trong thời gian qua, sẽ được thác sinh về cảnh giới an lành, hoặc Phật độ, hoặc cảnh giới chư thiên, hoặc ta sanh là mọi người tiếp tục phát pháp hành thiện.
nói thì là vì văn gia hiếu nghĩa, thì tiền tăng có đôi lời với các vị. Cụ bà khi sinh tiền là người Phật tử cao chánh, quy y Tam Bảo, có lòng hiếu thành với tiên ân tiên tổ ông bà, có lòng từ thương xót những người khác. Giờ này cụ bà mất đi, các vị là con, là cháu, là chị em thân bạn quý thuộc, nên học theo hạnh của cụ bà, tiếp tục noi gương cụ bà, quy y Tam Bảo, hành thiện tu tập. Bởi vì những hình thức, những biểu tượng sẽ không đi theo chúng ta đến một cảnh giới khác, mà chính nghiệp mới là cái mà theo chúng ta đi từ cõi này đến từ cõi khác. Cụ bà trước đây biết được điều đó là các thiện nghiệp, để thiện nghiệp đơn hoa cái trái mà biểu tượng là sáng hôm nay là tùng lễ, tang lễ lần này. Cùng là một chúng sinh, một con người như bao con người, nhưng mà cụ bà khi ra đi lần cuối cùng thì đông đảo tăng ni hộ trải nghiệm, con cháu xung hợp tiễn đưa, bà con lắm diện cùng nhất tâm cầu nguyện. Đó là kết quả của thiện nghiệp của cụ bà đã làm, và cũng là kết quả thiện nghiệp của những người trong gia đình đã làm từ trước. Vậy từ sau này các vị hãy tiếp tục làm thiện nghiệp ấy, để làm nhân chủng cho chính chúng ta về sau này, về hậu lai, về con cái, về kiếp sau của chúng ta. Không có gì khác, chỉ có nghiệp, hoặc thiện hoặc ác. Do vậy chúng ta phải cố gắng làm những thiện nghiệp, nhất là quy y Tam Bảo là chỗ dựa tốt nhất cho tất cả chúng sinh. Tụng kinh, bái sám, nghiên cứu học tập giáo lý Đức Phật là con đường làm cho chúng ta được an lạc ngay trong cõi đời này. Hiểu được giáo pháp Đức Phật, chúng ta sẽ không khổ ở trong cảnh khổ. Tu được những lời dạy của Đức Phật, chúng ta sẽ thoát ly cảnh khổ. Đồng thời những việc làm ấy sẽ là làm công đức nhằm hồi hướng cho cha, cho mẹ, ông bà, tiên tổ của chúng ta. Trước phép chia ly này, hiện tiền tăng xin được chia sẻ nỗi buồn, nỗi đau mất mát với tất cả thân bạn quyến thuộc. Cầu mong rằng chư Phật, chư Thánh sẽ độ trì cho các vị mạnh khỏe, an lạc, bình tĩnh và thấy rõ được con đường phải làm. Thương yêu nhau, nâng đỡ nhau, giúp đỡ cùng tiến bước, cùng xây dựng hạnh phúc cho mình và cho mọi người. Cầu xin chư Phật Thánh Minh gia hộ cho các vị thành tựu trở nên.
phước thọ tăng lao. Nam mô chính minh sư Bồ Tát Ma Ha Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vừa qua hòa thượng chứng minh đã ban lời đầu từ còn nhắc nhở đến toàn thể anh em chúng con những việc làm hữu ích cho nhân sinh và xã hội. Chúng con nguyện xin y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành và đê đầu đảnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, trong suốt thời gian tăng lễ, quý tôn đức, quý bà con thân hữu gần xa để trở về trợ duyên cầu nguyện và chia buồn vào giờ này, để cho thay lời tri ân chân thành nhất đại diện những người con kính dâng lời cảm tạ sâu cùng để tri ân những tấm lòng của quý tôn đức ưu ái cũng như toàn thể bà con thân tộc nội ngoại. Vào giờ này xin mời các vị dâng lời cảm tạ. Quý Phật, kính bạch chư tôn đức giáo phận, kính thưa quý vị đại diện, kính thưa hội đồng gia tộc mật ngọt, quý ông bà thân gia, bà con thân thủ bạn bè gần xa, mẹ bà chúng con, chúng tôi là cùng Bùi Thị Diệp pháp danh Thị Tỳ đã thực tế vô thường mất vào lúc 4:40 sáng ngày 22/5/2023 nhằm ngày 4/4 năm Quý Mão. Tang lễ của mẹ bà chúng con, chúng tôi được chính quyền địa phương cho phép hội đồng gia tộc con cháu trang nghiêm long trọng tổ chức từ ngày 22/5/2023 đến ngày 25/5/2023. Thay mặt hội đồng gia tộc và con cháu nội ngoại cao quý chúng tôi thành kính đảnh lễ tri ân và cảm tạ Hòa thượng Thích Phước Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam; Hòa thượng Thích Giáp Liên, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Đình Liên Quan tỉnh Quảng Ngãi; Hòa thượng Lama Luchuk Rinpoche và tăng chúng ở Đức Gia Nê Ban; quý tôn đức cựu học tăng tu viện Bình Đức thành phố Hồ Chí Minh, thuộc tổ đình chùa Hòa An thành phố Tam Kỳ, chùa Giác Nguyên, chùa Trà Long huyện Thanh Bình tỉnh Quảng Nam, chùa Vĩnh Hạnh, chùa Vĩnh Thành, chùa Phổ Hiền thành phố Hồ Chí Minh, chùa Phật Hoa tỉnh Khánh Hòa, ni sư trụ trì, ni chúng và quý đạo tràng Phật tử chùa Hưng Mỹ, chư tôn đức trụ trì các chùa tự viện trong và ngoài nước. Gia đình chúng tôi trân trọng tri ân và cảm tạ các ban ngành trung ương và gia đình ông Phan Thanh An, phó ban tổ chức trung ương, gia đình ông Lê Dũng Hợp, nguyên ủy viên ban chấp hành trung đảng, nguyên bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, gia đình ông Vũ Hoàng, nguyên ủy viên ban chấp hành trung đảng, nguyên phó bí thư thường trực, nguyên phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo trung ương, gia đình ông Hồ Thanh Hải, nguyên trợ lý thường trực ban bí thư trung đảng, gia đình ông Trần Văn Mai, cục trưởng cục ba thanh tra chính phủ. Tri ân và cảm tạ các cơ quan Bộ Quốc phòng và gia đình Trung tướng Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Nguyễn Trung Thu, gia đình Trung tướng Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Trị Xuân Hòa, gia đình Trung tướng Nguyễn Văn Tuyên, ban chỉ đạo và ban tổ chức quá trình xác cất người lính, gia đình đại tá Nguyễn Thanh Trì, gia đình đại tá Nguyễn Đức Xe, gia đình đại tá Tôn Hy Vinh, gia đình đại tá Nguyễn Văn Báo, tổng biên tập báo truyền hình của khu 7, gia đình đại tá Trần Minh Hướng, quân khu 5, gia đình đại tá Trần Văn Hoan, các cục phòng ban quân khu 7, trân trọng tri ân và cảm tạ cơ quan Bộ Công an và gia đình Trung tướng Anh hùng Lực lượng Vũ trang Châu Văn Mẫn, gia đình Trung tướng Tô Văn Huệ, gia đình Thiếu tướng Trần Văn Thanh, gia đình đại tá Phó sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sơn, đạo cảnh sát, gia đình đại tá Nguyễn Minh Sơn, gia đình đại tá Nguyễn Văn An, phó tổng biên tập báo Công an thành phố, gia đình Trần Văn Đức, ban giám đốc và các phòng ban Công an tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo Công an thành phố Tam Kỳ, trân trọng cảm ơn các ban ngành địa phương. Tri ân và cảm tạ gia đình ông Hồ Văn Mười, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân tỉnh Đắk Nông và lãnh đạo các ban ngành tỉnh Đắk Nông, gia đình ông Nguyễn Văn Út, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân tỉnh Long An và lãnh đạo ban ngành tỉnh Long An, ban tổ chức thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ban nội chính thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng ủy ban thành phố Hồ Chí Minh và các phòng ban đoàn thể thành phố Hồ Chí Minh, gia đình ông Lê Văn Khoa, nguyên phó tịch ủy ban nhân thành phố Hồ Chí Minh,
quận ủy, ủy ban nhân dân quận 3, gia đình ông Phạm Ngọc Thủ, nguyên bí thư quận ủy quận 3, gia đình ông Trịnh Xuân Thiều, nguyên bí thư quận ủy quận Phú Nhuận, gia đình ông Phan Đức Nhàn, nguyên đại biểu hội, nguyên phó đốc sở xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, gia đình ông Phan Công Vĩ, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Thăng Bình và lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận huyện Thăng Bình, gia đình ông Phan Nhân Di, bí thư huyện ủy huyện Đức Hòa và lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Đức Hòa, lãnh đạo đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc xã Bình Triều, gia đình Trí Anh và Tạm Tạ, ban giám đốc và y bác sĩ bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, ban giám đốc và y bác sĩ bệnh viện Đại học Cơ sở 2 thành phố Hồ Chí Minh, ban giám đốc và y bác sĩ bệnh viện Minh Thị thành phố Tam Kỳ, ban giám đốc và bệnh viện Thăng Hoa huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam, ban giám đốc và bệnh viện Nguyễn Tri Phương thành phố Hồ Chí Minh, gia đình Trí Anh kết hội hiệp hội doanh nghiệp, hội doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, hội doanh nghiệp quận 3, hội đồng hương tỉnh Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, hội đồng hương huyện Thăng Bình, hội đồng hương huyện Thăng Bình tại thành phố Đà Nẵng, hội đồng hương huyện Thăng Bình tại thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng ghi ân và cảm tạ hội đồng gia tộc, quý ông bà tham gia và con sĩ diện, các cơ quan ban ngành đoàn thể, quý công ty, bạn bè thân hữu gần xa, đội máy táng âm công, vân vân. Trong những ngày tổ chức lễ tang, chư tôn đức và quý liệt vị đã đến phúng viếng cầu nguyện và gỡ hoa tưởng niệm cầu nguyện hương lên mẹ bà chúng tôi, cũng như gọi điện phân ưu cùng với tăng quý và ban tổ chức. Mặc dù ban tổ chức và tăng quý chúng con đã hết sức cố gắng để lo liệu, nhưng không sao tránh khỏi những điều thiếu sót. Kính mong chư tôn đức tăng ni, chư vị khách quý và quý liệt vị niềm tình hoan hỷ lượng thứ, để gia đình tăng quý chúng con được làm tròn chữ hiếu. Thay mặt ban tổ chức và tăng quyến, chúng con xin thành tâm cầu nguyện cho chư tôn đức tăng ni, thân tâm thượng lạc, phước trí nhị nghiêm, phật sự viên thành. Xin chân thành và cảm ơn kính chúc quý quan khách đại biểu, các cấp lãnh đạo, ban ngành trung ương địa phương và tất cả quý liệt vị luôn an lành, hạnh phúc, vạn sự thành thông, thành tựu nhiều công tác phật sự như sở nguyện. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời cảm tạ cũng là lời kết sau cùng của buổi lễ tưởng niệm. Vào giờ này chúng con cung thỉnh Hòa Thượng chứng minh cử hành nghi thức kiệp linh sàng và mời đội ông công vào. Thank you.
Thank you.
văn thân ai nương nguyện thể dân nguyện thể thế nguyện thể hương nhiều hồng tương thể cột tương thể kể thế ngồi nam mô nữ thể đại tiểu túc đần túc đường hương hoa tầm tà khi lệ chi ni cung tiếng tiểu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.